Xin chào các em học sinh, rất vui vì được gặp lại các em ở trong bài thứ 16 Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 1939-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trong bài hôm trước thì cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu hai phần thứ nhất, và bài học này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Đầu tiên đó là tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trước khi vào học thì cô sẽ phân tích một số vấn đề về thời cơ các bạn có thể thấy rõ nét nhất. Đó là Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện là sự kiện quan trọng để dẫn tới thời cơ của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã chín muồi. Như vậy thì quân Nhật ở Đông Dương sẽ án binh bất động, chính phủ bù nhìn trận chống Kim thì sẽ hoang mang, tan rã như rắn mất đầu. Kẻ địch thì không thể thống trị được như trước nữa. Nhân dân ta thì đang sôi sục với khí thế của tiền khởi nghĩa trong cao trào kháng Nhật cứu nước, đã sẵn sàng đứng lên để giành chính quyền. Lực lượng trung gian thì đã ngã về phía cách mạng. Đó là những cái điều kiện chủ yếu để dẫn tới thời cơ cách mạng chín muồi. Đảng ta thì đã nắm rất vững cái lý luận về thời cơ cách mạng, kịp thời trước thời cơ phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Diễn biến của cuộc tổng khởi nghĩa như sau. Đầu tiên đó là vào tháng 8 năm 1945 thì quân Nhật bị đồng minh tấn công mạnh mẽ ở vào các cái vị trí then chốt ở châu Á Thái Bình Dương. Để uy hiếp quân Nhật thì Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố, đó là Hiroshima và Nagasaki, trong hai ngày là mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945. Sự kiện này thì đã hủy diệt thành phố và giết hại hàng vạn dân thường. Và đến ngày 8 tháng 8 năm 1945 thì Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày 9 tháng 8 năm 1945 thì Hồng quân Liên Xô đã tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. Đến ngày 15 tháng 8 thì Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương thì đã rệu rã. Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim thì hoang mang, dao động đến cực điểm. Đây chính là điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc tổng khởi nghĩa. Và từ ngày 13 tháng 8 năm 1945, sau khi nhận được tin quân Nhật sắp đầu hàng đồng minh, thì Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định thành lập ngay Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Sau đó thì Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã ban bố quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 8, hội nghị toàn quốc của Đảng đã họp tại Tân Trào, thông qua kế hoạch đó là lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa và quyết định những cái vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại ngay sau khi giành được chính quyền. Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945 thì Đại hội Quốc dân đã được triệu tập tại Tân Trào. Đại hội thì đã tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Giữa tháng 8 năm 1945, khí thế của cách mạng thì đã sôi sục trong cả nước. Từ ngày 14 tháng 8 năm 1945, một số nơi tuy chưa nhận được lệnh tổng khởi nghĩa, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương và tổ chức Việt Minh, căn cứ vào tinh thần của bản chỉ thị lịch sử Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền ở nhiều xã, huyện, châu thổ sông Hồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế. Vào ngày 16 tháng 8 năm 45 thì một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. Đến ngày 18 tháng 8 năm 45 thì bốn tỉnh đã giành được chính quyền sớm nhất cho cả nước, bao gồm Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. Tại Hà Nội thì Ủy ban khởi nghĩa quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19 tháng 8. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, hàng vạn quần chúng khắp nội ngoại thành đã xuống đường biểu dương lực lượng quần chúng cách mạng, có sự hỗ trợ của các cái đội tự vệ chiến đấu đã lần lượt chiếm được các cái cơ quan quyền lực ở Hà Nội như Phủ Khâm Sai ở Bắc Bộ,
Sở Cảnh sát Trung ương, Toàn Thị Chính, Trại Bảo an binh. Và đến tối ngày 19 tháng 8 năm 1945 thì cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. Và ở Huế ngày 20 tháng 8 thì Ủy ban khởi nghĩa được thành lập và quyết định khởi nghĩa vào ngày 23 tháng 8 năm 1945. Hàng vạn quần chúng nhân dân khắp nội thành, ngoại thành biểu tình tự uy chiếm các cái công sở giành chính quyền vé tay nhân dân. Ở miền Nam cũng thế, tại Sài Gòn thì sứ ủy Nam Kỳ đã quyết định khởi nghĩa vào ngày 25 tháng 8 năm 1945. Sáng ngày 25 tháng 8 thì các đơn vị bao gồm xung phong công đoàn, thanh niên tiền phong, công nhân, nông dân, các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho đã kéo về thành phố. Họ chiếm Sở Mật Thám, Sở Cảnh sát, giành chính quyền thắng lợi. Như vậy thì cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi ở ba thành phố lớn nhất đó là Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã tác động mạnh tới các cái địa phương trong cả nước. Nhân dân ta thì từ thành thị đến nông thôn, từ rừng núi đến hải đảo đã nối tiếp nhau đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Đồng Nai Thượng, Hà Tiên là hai tỉnh giành chính quyền muộn nhất trong toàn quốc. Và đến ngày 30 tháng 8 năm 1945 thì vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Như vậy thì chỉ trong vòng 2 tuần lễ, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8 năm 45 thì cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Chế độ thực địa và chế độ quân chủ từng ngự trị trên đất nước ta thì đã bị lật nhào, tạo điều kiện để một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ngày 25 tháng 8 năm 1945 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam đã từ Tân Trào về Hà Nội. Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 28 tháng 8 năm 1945. Trong thời gian này thì Chủ tịch đã soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập và chuẩn bị mọi công việc để Chính phủ Lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước cuộc meeting lớn của hàng vạn nhân dân thủ đô và các cái vùng lân cận, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Bản tuyên ngôn độc lập thì nêu rõ nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay và chế độ phong kiến tồn tại mười mấy thế kỷ để lập nên một cái chế độ Dân chủ Cộng hòa. Cuối bản tuyên ngôn thì người đã khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam đó là quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do vừa mới giành được. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thực sự đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do và độc lập ấy. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam là một trong những cái ngày trọng đại nhất, vẻ vang nhất của dân tộc. Tại quảng trường Ba Đình thì Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quang cảnh của quảng trường được miêu tả lại như sau. Hôm ấy trời nắng đẹp, lễ đài được dựng lên giữa quảng trường. Bao quanh lễ đài là những dải lụa đỏ và trắng xen kẽ nhau. Đội danh dự đứng nghiêm trang xung quanh lễ đài. Đứng phía trước lễ đài là hai hàng quân mặc quần sóc, áo ngắn, đội mũ cano, bên hông đeo xả cột, tay cầm súng dựng đứng bên người. Phía bên trái khán đài là đoàn đại biểu của nhân dân Hà Nội, trang phục đẹp, nhiều người cầm ô che nắng. Xung quanh lễ đài, quần chúng nhân dân đông hàng vạn người. Với hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm trang, chờ đón những cái phút giây trọng đại của dân tộc. Đúng 14 giờ, các thành viên của Chính phủ Lâm thời đã bước lên lễ đài. Bài tiến quân ca vang lên hùng tráng. Lá cờ nền đỏ sao vàng được từ từ kéo lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh
giản dị trong bộ quần áo kaki cổ màu trắng. Thay mặt chính phủ lâm thời, đọc bản tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố với toàn thể đồng bào trong cả nước và thế giới sự ra đời của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuyên ngôn độc lập được mở đầu bằng chân lý, tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Nước Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xóa bỏ hết những cái hiệp ước bất bình đẳng mà Pháp đã ký với Việt Nam, xóa bỏ tất cả những cái đặc quyền của Pháp ở Việt Nam. Tuyên ngôn đã nêu rõ quyết tâm sắt đá của trên 20 triệu người Việt Nam, đó là toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập ấy. Bản tuyên ngôn kết thúc giữa tiếng hô vang của hàng chục vạn người dân Hà Nội. Tiếp đó, chính phủ lâm thời tuyên thệ trước quốc dân, kiên quyết lãnh đạo toàn dân giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc và thực hiện bản chương trình của Việt Minh đang mang lại tự do hạnh phúc cho dân tộc. Sau lễ tuyên thệ của chính phủ lâm thời trước Tổ quốc và nhân dân, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã báo cáo về tình hình trong nước và chính sách của chính phủ. Cuối cùng thì cuộc meeting biến thành một cuộc biểu tình tuần hành vĩ đại trên các đường phố dập cờ của thủ đô Hà Nội. Như vậy thì cô và các bạn đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu về phần thứ ba, đó là tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Trong video tiếp theo thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8 cho các cái phong trào cách mạng về sau. Các bạn đừng quên ấn theo dõi kênh để cùng cô đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!